Anh ấy xin chào quý vị cùng với nhóm Ngọc Trong Tim, luôn luôn cầu chúc quý vị vui vẻ, khỏe mạnh và bình an. Kính thưa quý vị, Thành Lễ đã trở lại Hoa Kỳ và rất là xúc động bởi vì Thành Lễ về Hoa Kỳ vào cuối tháng 4 năm nay. Về đến Hoa Kỳ là thấy không khí khác hoàn toàn. Thứ nhất là đi lên máy bay không đeo khẩu trang nữa nè, rồi đi tới nhà bang hoặc là tới những chỗ đông người chúng ta cũng không đeo khẩu trang nữa. Đó là sự tự do, sự bình an và sự vui vẻ, hạnh phúc nhất khi chúng ta đã 2-3 năm chúng ta đã bị dịch Covid-19 đã hoàn hành trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay chúng tôi được biết là khi chúng tôi Thành Lễ ra ngoài nước thì nhiều quý khán giả đã gọi phone 1-888-635-9010 hay là số phone Tây của Thành Lễ là 714-936-2888, không có người trả lời quý vị. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi cũng rất là xin lỗi quý vị bởi vì thành viên trong nhóm Ngọc Trong Tim chỉ có vài người nên chúng tôi cũng không có thời gian để trả lời. Mong quý vị rộng lượng tha thứ và Thành Lễ sẽ gọi lại quý vị trong thời gian gần đây, hoặc quý vị có thể gọi lại Thành Lễ khi Thành Lễ đã có mặt ở tại Hoa Kỳ. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi nhận được hai lá thư mà hàng tháng hai vị ân nhân này nuôi dưỡng chương trình Ngọc Trong Tim, đó là anh Thông Nguyễn ở Bắc California, vùng San Jose, gửi cho nhóm Ngọc Trong Tim hàng tháng là $20. Xin cảm ơn anh chị. Và một người anh nữa là anh Xuân Tăng ở vùng tiểu bang North Carolina, tiệm restaurant Nara Express đã gửi cho nhóm Ngọc Trong Tim hàng tháng là $100. Xin cảm ơn hai vị ân nhân. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay và cuối tháng 4 là một tháng phải nói là rất là đau buồn bởi vì chúng tôi đã mất đi những người bạn, những người thành viên trong nhóm Ngọc Trong Tim. Trước hết, xin thay mặt cho nhóm Ngọc Trong Tim cũng như cá nhân Thành Lễ xin chia buồn đến ca sĩ Như Quỳnh cũng như em anh Duy và cũng như họ hàng của họ Lâm và họ Lê, sự ra đi đột ngột của ca sĩ, nhà thiết kế design áo quần, đó là em Từ Khuê. Cho Tường Khuê xin gửi lời chào rất là thân thương đến Ngọc Trong Tim. Và ngày hôm nay cũng là hình như là lần đầu tiên Tường Khuê được phỏng vấn với Ngọc Trong Tim ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên Tường Khuê được góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và Tường Khuê ơi, anh có thể cho Quỳnh Châu và quý vị xem đài được biết là tại sao anh lại biết đến Ngọc Trong Tim không ạ? Thì thực sự là Ngọc Trong Tim thì Tường Khuê biết là đã phát hành được, coi như là đã ra đời được cũng 5-6 năm rồi. Và nhưng mà thực sự ra thì Khuê có thể là mình chưa có cái cơ duyên được làm việc. Và ngày hôm nay thì Tường Khuê rất là vui được anh Thành Lễ cũng có ngỏ lời và mời Khuê làm một cái chương trình fashion show chung với lại một nhà thiết kế Thái Minh. Vâng, thưa quý vị, đây là hai em Tường Khuê và Minh Thái. Các em cứ đứng ở đây và cho cô Diệu Quyên hỏi Tường Khuê. Tường Khuê là người design cho những cái chiếc áo nào em? Dạ thưa chị, Tường Khuê thì design cho Hoa hậu Kim Ngân. Mời Hoa hậu bước lên vũ rước giùm Khuê được không ạ? Đó. Và Hoa hậu Brandy Châu, bằng áo màu xanh nè. Dạ. Và nam người mẫu George. Thank you. Là đó hoa hồng, còn anh như con chim sừng bay đến đậu bên cành hồng, mà em đâu biết anh yêu em. Bà cười nên không gian còn xa cách, chỉ xa tình đôi ta. Ngày tháng mãi trôi qua, riêng tôi vương mang mối tình đầu. Từ khi biết yêu em ngày nào. Con ơi, bài tình đầu của ba đó, con ráng làm thế nào
và hát cho ba vui. Đó là một cái món quà có thể trước khi ba nhắm mắt. Ba nói là ba chúc đồng lắm. Con ráng cố gắng hát cho ba nghe. Cảm ơn con. Thank you.
tháng gợi bao kỷ niệm cuộc tình trầm lắng cánh sao băng nên không gian đành xa cách đôi ta đành chia ngày tháng mãi trôi đi riêng tôi vương mang mối tình đầu còn đây trái tim yêu riêng tôi vương mang mối tình đầu còn đây trái tim yêu ngày khi ở Thành Lễ về Việt Nam, Thành Lễ tới thăm tất cả các anh em và tất cả những khuôn mặt thân thương thành viên của nhóm Ngọc Trong Tim tại Việt Nam, thì Thành Lễ tới thăm ba người bạn, ba người thân mà chúng tôi đã gặp được trên chương trình Ngọc Trong Tim. Và bây giờ mời quý vị đón xem. Xin cảm ơn. Hôm nay Thành Lễ tới thăm bé Đào Phương. Đây là vẫn còn lại cái dư âm, vẫn lại còn cái Phương Beauty. Thứ nhất là ba cái chữ này nè, miễn phí cho người khuyết tật đó, dễ thương không? Đây là căn phòng mà trước đây là nơi đây là mở ra một cái salon nho nhỏ, những cái đồ tí hon của Phương đó. Anh biết bây giờ em đang ở đâu đó, nhưng mà anh Thành Lễ về nước là ghé thăm em. Bây giờ từ ngày chị mất rồi, cái salon này dẹp luôn hả em? Dạ. Chắc là không muốn nhớ lại những gì, với lại cũng ai làm đúng không? Dạ. Em thì có con nhỏ. Dạ. Đến thời điểm này thì chị Phương mất bao lâu rồi? Gần một năm rồi quý vị. Như quý vị đã biết, chương trình Ngọc Trong Tim có nói trong thời gian đại dịch Covid này thì Phương đã bị dính Covid, nhưng mà cái tức nhất á, là chắc đây là cái cách mình không nói cả đất nước, nhưng mà đại loại là cách tổ chức không ưu tiên cho người khuyết tật và ưu tiên cho những người có nền móng bệnh hoặc là những người già. Phương là người nhỏ bé mà rất là tài năng, mà trong thời gian đó em mới đi khắp mọi nơi để kiếm thuốc để chích ngừa. Mà lúc đó như thế nào mà anh có những cái message chắc là anh gửi qua em coi. Yeah. Phương thích qua cho anh Lễ ơi, chắc em bị dính hay sao đó, em đi tùm lum về dính trời mưa em bị cảm. Yeah. Chị nhắn cho anh. Lúc đầu á là chị đi ở bên phường tổ chức ra trường Phạm Ngọc Thạch một chiếc trước, rồi hồi đó thì người ta thấy gì hay sai á là có bệnh là người ta không dám chiếc, cái xong người ta kêu về là người ta kêu đi lên bệnh viện y học thì cũng lên đó. Dạ. Xong rồi lên trên đó người ta nghe vậy, người ta cũng không muốn chiếc, người ta đẩy qua bên bệnh viện bên quận bảy, xong rồi qua bển xong cũng không chiếc, xong hẹn qua ngày hôm sau nữa lên nữa thì cũng không hiểu sao bên đó người ta cũng chẳng thèm chiếc. Người ta nói là đáng lý là cái cô kia cũng nói là nếu đặt trường hợp như chị hai là phải là được đặc biệt, mà sao không tới bây giờ vẫn chưa có thuốc để chiếc. Người ta cũng nói vậy mà. Rồi xong rồi thấy chị kiếm sao em? Lúc đầu là mấy ngày đó em cũng không có ở. Trước mấy ngày đó thì có qua đi, em lúc đó em ở riêng á. Sau em qua thì chị nói là có người có mệt. Rồi xong mấy ngày sau là test thử là có dương tính. Đến xong rồi cái cách ly ở nhà xong sau đó mới đi bệnh viện. Thì lên bệnh viện xong khoảng 10 ngày sau đó. Khi mà anh Nghĩa mang thuốc của anh tới thì đã chừng mất bao lâu? Hôm bữa chị Hai mất là ngày 20,
ngày 20, 27 á, tại lúc thời điểm em cũng không có ở nhà, em cũng không có. Tại vì khi mà Nghĩa mang tới thì nói là Phương mất rồi, anh hòa khóc liền, bất ngờ. Tại vì anh, thưa quý vị, lúc mà thời điểm mà ở bên Việt Nam bị bùng phát Covid đó, nó khác bên Mỹ. Bởi vì cái cơ chế tổ chức đó, hễ một bệnh mà giống như là người ta bị bệnh gì truyền gì đặc biệt ghê lắm, họ lockdown, họ làm gì sợ lắm. Thì Phương cũng không ngoại lệ, mà lúc đó anh tìm mọi cách, đã gửi thuốc, anh biết tình hình thế nào, cũng bên Việt Nam nặng nhất. Anh gửi thuốc chống Covid nè, thuốc BCA, thuốc rất là nhiều, thuốc rất là tốt. BCA của người ta tặng mỗi người một cái lọ thuốc. Bây giờ em phải giữ cái đó lọ rất là mắc. Khử trùng này kia tùm lum. Anh biết là Phương là không hợp các thuốc Tây, nên anh không muốn gửi cho Phương là Tylenol mấy thuốc mạnh, mà tôi gửi thuốc về dược thảo rất là tốt, mà thuốc đó chống Covid. Thì đã tới thì hỡi ôi, Phương đã đi rồi. Vì là chị Phương chị thọ bao nhiêu? Dạ, 39. 39 à? Dạ. 39 tuổi. Rồi trước khi đi rồi chị có trăn trối chị nói gì được dạ, không? Dạ coi như là mấy ngày cuối ở bệnh viện á, là trước đó là vô bệnh viện là chị hai còn nhắn tin tụi em có nhắn tin cho chị hai nói chuyện rồi động viên vậy, hay cố lên vậy đó. Mà sau đó là khoảng chừng trước ba ngày cuối là giống như chị vô được, chị vô cái phòng đặc biệt á, là không có sử dụng điện thoại, nên từ đó là không có liên lạc được, mà tụi em biết thông tin là qua bác sĩ. Cứ khoảng 4 giờ chiều đó bác sĩ sẽ báo tin cho mình biết. Anh Lệ về nha, phù hộ cho anh Lệ tiếp tục đọc trong tim nha. Có mặt ở quận 8, ở đường Mạc Vân, phường 12, địa chỉ là 88/41. Cách đây chỉ còn 2 năm mấy thôi, Thành Lễ có về Việt Nam và Thành Lễ đến ngôi nhà này. Ngôi nhà một người mà Thành Lễ rất là yêu thích, bởi vì tiếng hát của cô rất là ngọt ngào. Nó hao hao một cái gì đó của chị Hai, đó là cô Hai Hương Lan. Chị Hai cũng rất là thích tiếng hát của cổ nữa. Rồi cũng biết rằng cổ là cô giáo, là cô của ca sĩ Phương Chi. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Quý Như là một cô ca sĩ khiếm thị, cô bị bệnh tiểu đường từ hồi bé, nhưng mà cô hát rất là hay, và cô hát đủ lại những cái loại nhạc hoa. Thành Lễ không là người nhạc hoa, Thành Lễ chỉ biết tiếng Quảng, tiếng Trường Châu, tiếng Vũ Kiếp, cô hát được hết. Và bây giờ mình vô đến nhà cổ để mình thắp nhang. Đây là một câu chuyện khá là xúc động, và đây là nhà của cô Phương Quý Như. Xin mời quý vị đón xem. Cho con sống trong ước mong, lời hát khúc ca ân tình để lại cho nhân thế mai sau. Điệu nhạc quê hương, câu dân ca thiết tha đậm đà, dòng máu chảy trong tim mình, con nguyện mang theo mãi suốt đời. Cuộc đời được mất, có mấy ai trốn về, cõi trần phù du, ai nào đâu biết trước mai sau. Thưa quý vị, hình ảnh tôi vừa thắp nhang xong tổ tiên ông bà và ca sĩ Phương Quý Như. Phải nói là cuộc thi Thành Lễ kêu nó rất là đơn mộc mạc hơn. Nhưng mà khi mà ca sĩ này thì tên là Phương Quế Như, và gia đình toàn là Phương Quế Trân và Phương Quế là gì? Chị là gì của chị Hai? Chị thứ 10. Còn cô của Úc là 11, Úc nhất. Thưa quý vị, Thành Lễ cách đây gần 3 năm Thành Lễ có lên trên lầu căn nhà này. Căn nhà này là của các anh em khi mà mẹ qua đời. Thì tôi biết mà cô Úc cũng thương nhắc đến mẹ với đồ, cũng khóc hoài nha, cũng thương lắm. Và cô Úc ở trên bước trên lầu trên đó, ở trên trển đó, một căn phòng rất là nhỏ nhưng nhỏ nhắn, nhưng mà rất là gọn gàng, xung quanh là hình của cổ không. Ngày hôm nay
lễ sau khi mà phải nói là giảm bớt cái dịch bệnh ở bên Mỹ, nhưng mà lại ở tại Việt Nam lại tăng lên rất cao. Nhưng mà tại vì thời gian này giãn rỗi nên em cũng sắp trở về. Khi mà em nghe tin dịch nó tăng lên như vậy đó, khi mà bùng phát ở tại Việt Nam, thì một trong những người mà Ngọc Trung Tim là một cái hội từ thiện ở bên Mỹ là dành cho những người khuyết tật không, thì cô Quý Như đã tới họp với Ngọc Trung Tim và em tới phòng bên cô và em ủng hộ những cái sản phẩm của cô là những cái CD đó và nói chuyện với cô vui lắm. Thì hôm nay nhắc lại một chút thì trước hết cũng mong các chị kể lại cho em nghe và cũng nói về cái sự tâm tư tình cảm của cô Úc trước khi tranh trung cô nói gì. Thì cô Úc là một người trong cái đại dịch và trong số mà gia đình Ngọc Trung Tim, cô Úc là người đầu tiên ra đi đầu tiên vì dịch Covid đã thực sự cô đã qua đời. Thế thì nhắc về chị Phương đó, thì chị như thế nào mà chị bị lây bệnh? Lây là lây từ nơi người ăn. Anh là đi ra ngoài, tới luôn ra ngoài, đi làm, về nhà, có nhà lây từ anh. Rồi anh đâu bây giờ khỏe không? Mất luôn, nó cũng mất luôn. Nó mất trước đó. Một lần nữa đại diện cho gia đình cũng rất cảm ơn quý khán giả vừa xem cuộc phóng sự ngắn ngủi này của gia đình của cô. Là trước 75, anh là một nhạc sĩ đánh đàn guitar. Mặc dù anh bị bại liệt, bị sốt tiền liệt từ bé và khâu đầu bàn chân, anh đánh đàn guitar rất hay. Không những đánh đàn guitar đã hay rồi, anh lại nghĩ ra một cái độc chiêu, đó là đánh đàn bằng miệng, bằng răng đó quý vị. Ở trên thế giới này chỉ có hai người, bên Mỹ có một nhạc sĩ và tại Việt Nam có một quái kiệt nhạc sĩ Đoàn Dư. Anh Đoàn Dư trình diễn rất nhiều và rất thành công, và anh phải nói là bị tài tuyệt vời từ nhạc Việt, từ nhạc ngoại quốc và cho đến những nhạc mà anh yêu thích. Và chương trình đến đây đã khép lại. Thành lễ thay mặt cho nhóm Ngọc Trung Tim xin chia buồn một lần nữa đến với ba gia đình trên, và thành lễ cũng xin thay mặt cho chương trình Ngọc Trung Tim xin cầu nguyện cho quý vị lúc nào cũng khỏe mạnh bình an, và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình lần sau. Thân ái, chào.